đó tùm lum tà la, cho nên là bây giờ tại bà nó nói chung là ra nói kiểu mình cũng xử ép nó thế này thế kia mà bắt nó như ngoài thế này thế nọ, thì bây giờ chắc chắn là mình sẽ lấy Linh vô làm lại nó ra, nhưng mà mình sẽ cho tụi nó một bài hát gì Việt Nam, bài hát sẽ do mình và Linh chọn để hát sẽ trường của Linh, để cho nó hát một cái bài hát Việt Nam để cho nó không nói là mình bắt nó như ngoài đó. Thì lúc nào là sao? Em đang ngủ hay sao vậy? Nói chuyện nói con Phương Linh và con Zinabia đúng không? Không phải, tức là cái bài này em hay hát rồi, hiểu không? Tức là cho bài em hát rồi luôn để bắt nó hát. Là chị tức là cái em phải đưa cái dạng bài của em thì chị mới biết là em kiểu em thích là dạng nào để em tự tin với dạng đó cái đã, hiểu không? Xong từ đó chị mới phát triển ra là nếu bài này thì hát bài này cũng được, chứ bây giờ em không nói gì chị đâu biết em thích lại thể loại nào. Thì bởi vậy nó không hát được tiếng Anh, hiểu chưa? Ngay cả bây giờ chị coi rồi cho bà chồng bà tiếng Việt, cái lúc đó nó hát gì rồi ngọn lửa cao nguyên thì chết nha Linh nha, hay quá ha. Cái dạng của nó là đó nó hát nhạc Tây Nguyên không ạ? Thì bị bởi vậy bây giờ em phải chọn R&B là nó chết ngay, hiểu không? Chứ tự nhiên em đưa vô thế ngay cả bây giờ chị nghĩ là chị sẽ đưa em vô nhưng mà phát cái thể loại của em, chứ em hát thể loại nó em chết trước. Hay quá, chị nói là bảo đảm không cho em hát xin ngớp là vậy thôi, cái này không phải Minh quyết định đâu, đừng lo chuyện đó. Em không cần phải hỏi đi, em nói chuyện với chị trước xong rồi chị sẽ nói chuyện mình cho mình làm, thì chị làm sếp mà lo gì chuyện đó. Nhưng mà nhanh nha. Niềm tin em đã trao hết.
trai.